Phát hiện xác ướp còn nguyên vẹn từ thế kỷ 18 khiến cả thế giới bàng hoàng. Nam TikToker này cho biết mình vô tình phát hiện một bảo tàng kỳ quái. Tại đây, những vật thể được trưng bày đều rất đáng sợ. Đặc biệt, có một người phụ nữ được nhốt bên trong lồng gang trông vô cùng ám ảnh. Người này có đôi mắt to tròn rất cuốn hút, tuy nhiên từ hốc mắt cô gái lại không ngừng tuôn ra những giọt máu đỏ ngầu. Không chỉ đôi mắt mà ở miệng cũng liên tục chảy ra máu đỏ tươi. Nam thanh niên cho biết người phụ nữ này có vẻ thuộc về thế kỷ 18. Bà ấy đã bị giam trong chiếc lồng gang này suốt mấy trăm năm qua. Không rõ mục đích là gì, nhưng rõ ràng bà ấy được bảo quản rất kỹ lưỡng. Nước da không hề nhăn nheo hay lão hóa theo thời gian và những vết máu trên cơ thể bà vẫn đỏ tươi như thể vừa mới xuất hiện vài giây trước đây. Phía bên ngoài, chiếc lồng được gia công rất chắc chắn. Không chỉ vậy, còn có vô số nút bấm cùng các thông số rắc rối. Ngay khi nhìn thấy chiếc lồng này, chàng trai đã có một cảm giác rất kỳ lạ. Anh khẳng định mình luôn nghe thấy tiếng ai đó văng vẳng bên tai, van xin mình hãy mở cửa. Nhưng khi anh đến gần chiếc lồng gang thì cả cơ thể lại cứng đơ, không thể làm gì được. Câu chuyện này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội với một tốc độ chóng mặt. Không ít cư dân mạng tò mò về xác ướp kỳ quái kia. Thậm chí có người còn phát hiện đôi mắt của nó đã di chuyển trong lúc chàng trai quay phim lại. Cả mấy trăm năm mà bảo quản được hay thế nhỉ, cứ như vừa được mấy ngày ấy. Nghe nói mấy xác ướp này mà mở ra thì người nhà bạn sẽ bị đau ốm, có khi còn chết nữa đấy, đừng dại mà đụng vào. Có ai thấy đôi mắt của người phụ nữ đó di chuyển hay không? Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào của Tin Việt Độc Lạ nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!